Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông nhé, để nhận những cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái dự án mới, một cái con app cho chúng ta khai thác miễn phí cái đồng token Mintech. Thì đây là một trong những cái dự án Mintech Network và nó là một trong những cái dự án tiềm năng và đã có ví riêng biệt. Ở đây thì với tổng nguồn cung của cái dự án là 20 tỷ nhá, và thì nó chỉ cho chúng ta khai thác 35% với cái tổng nguồn cung 20 tỷ. Và mỗi giờ thì chúng ta sẽ khai thác được, nếu như các bạn khai thác slow thì các bạn sẽ mỗi giờ thì các bạn sẽ khai thác được 0,3 cái token Mint này. Và một ngày thì bạn sẽ khai thác được 7,2 token Mintech này. Thì ở đây thì là một cái dự án cực kỳ là tiềm năng ấy, cho nên là ở cái cuối video thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái thông tin dự án này. Thì ở đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sẽ tải cái app này về và các bạn đăng ký tài khoản và chúng ta sẽ đào miễn phí cái đồng token Mintech này nha các bạn. Thì cái link tải này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé, các bạn kích vào thì sau đó thì chúng ta sẽ đến cái phần mà chúng ta sẽ tải app. Ở đây là cái app Mintech Network, thì các bạn kích vào cái phần cài đặt cho mình. Thì đây nó cái dự án Mintech này thì nó là một cái dự án Web3 và tới đây thì nó sẽ phát triển thêm một cái NFT để cho chúng ta thêm cái dự án này, thì nó sẽ đầy đủ theo đúng cái lộ trình của nó. Thì là có trước tiên là cho chúng ta khai thác miễn phí cái đồng Mintech và sau đó thì nó sẽ phát hành NFT và các bạn có thể là quy đổi bằng cái đồng Mintech này sang cái đồng NFT, hoặc là các bạn cũng có thể là nạp cái đồng USDT vào trong cái ví của nó và các bạn có thể đầu tư bằng cái NFT này. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ là tải miễn phí và chúng ta đào miễn phí cái đồng Mintech trước. Ở đây thì bây giờ đã cài xong cho các bạn thì các bạn bấm mở cho mình. Rồi, bây giờ thì nó sẽ có cái phần để cho chúng ta tạo tài khoản. Một là chúng ta sẽ sử dụng bằng cái tài khoản Gmail, hai là chúng ta sẽ sử dụng bằng Facebook, ba là chúng ta sẽ sử dụng bằng cái tài khoản Gmail và chúng ta đăng ký tài khoản. Ở đây thì mình sẽ chọn bằng tài khoản Gmail cho nó an toàn. Đó, các bạn nhấn Continue. Rồi ở đây thì các bạn hãy chọn một trong những các cái tài khoản mà các bạn hay sử dụng để chúng ta tạo tài khoản cho nó. Rồi ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập cái mã code của cái người mời mình. Ở đây là cái mã mời và mời mình nhé, thì mình sẽ nhấn vào cái phần tiếp tục. Rồi ở đây thì các bạn nhập tên cho mình này, thì các bạn có thể là nhập tên không dấu như này. Sau này thì chúng ta sẽ KYC nhé, KYC xác minh tài khoản ấy, thì các bạn sẽ cái tên này nó sẽ khớp với cái giấy tờ tùy thân của chúng ta. Rồi cái phần username thì nó chính là cái mã mời của chúng, sau này chúng ta sẽ là cái mã mời, thì các bạn hãy điền cho chúng ta một cái mã mời thật là dễ nhớ để khi mà các bạn có thể gửi chia sẻ cái username này cho bạn bè thì các bạn bè nhập vào cái mã mời. Rồi sau đó các bạn nhấn vào confirm cho mình đó. Username sẽ là cái mã mời luôn nhé. Thì để các bạn hưởng 20% từ cái tuyến dưới các bạn mời thì các bạn sử dụng cái mã code mã mời này. Nếu như bạn ủng hộ mình thì các bạn hãy có thể sử dụng cái mã mời của mình nhé. Rồi các bạn nhấn vào nút share này để các bạn chia sẻ cái mã mời của các bạn. Đó, ở đây thì các bạn copy cái link, cái này cái liên kết nhé. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã tạo tài khoản thành công rồi. Thì các bạn nhấn vào skip ở đây cho mình, bỏ qua cái bước này. Rồi ở đây thì nó sẽ có cái phần hướng dẫn nhé. Các bạn tắt nó đi. Sau đó các bạn kích vào đây để chúng ta bắt đầu đào. Ở đây thì nó sẽ có một cái quảng cáo như này, thì các bạn chờ hết quảng cáo để các bạn đóng dấu X cho mình. Rồi như vậy thì là cái máy đào nó đang bắt đầu hoạt động nha các bạn. Ở đây thì mình mới bắt đầu tham gia đào thì nó đào được 0,0195 đồng. Ở đây thì cứ mỗi một ngày thì các bạn sẽ đào được 0,3 cái đồng Mintech này nha các bạn. Và với cái cơ chế hoạt động của nó là 24 tiếng đồng hồ, thì các bạn kích vào cái phần bắt đầu đào một lần. Đó, 24 tiếng chúng ta vào chúng ta đào một lần nha các bạn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ tham quan một chút về cái phần app này. Thì app này hiện tại thì nó đã có một cái phần và có là cái phần ví này. Đó. Phần ví này thì sau này thì các bạn có thể gửi các cái đồng tiền ảo vào đây, ví dụ như cái đồng USDT, BNB và các cái đồng tiền ảo khác vào đây để có thể chúng ta thực hiện, chúng ta đầu tư vào cái phần cái dự án của họ. Thì cái phần đầu tư thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cái video sau. Ở đây thì cái tổng hợp khi mà các bạn đào được cái số dư thì nó sẽ được tổng hợp vào đây nha các bạn.
Rồi các bạn kích vào cái phần cài đặt này cho mình này. Cài đặt ở đây thì nó sẽ có cái phần các cái phần mạng xã hội nhé, thì các bạn có thể tham gia nhé. Đó, đây là các cái trang mạng xã hội của dự án thì các bạn có thể tham gia. Rồi các bạn kích vào cái phần user này cho mình. Đây là cái phần tên của các bạn này, username này và cái mã mời của các bạn nhé. Đây là cái phần cái mã mời này. Các bạn gửi đi mời bạn bè tham gia đào ấy thì các bạn sẽ sử dụng cái mã mời này, và cứ mỗi một người các bạn mời thành công thì bạn sẽ được hưởng 25% từ cái tuyến dưới của các bạn đào được. Rồi các bạn bấm vào phần account. Account đây là cái phần phần link. Cái này nó liên kết với Facebook nhé. Các bạn đăng ký bằng cái tài khoản Gmail này. Thì cái này thì cũng không quan trọng lắm, thì các bạn có thể tìm hiểu từ từ về cái phần này thì nó cũng không liên quan gì đến tài khoản của mấy. Rồi cái phần ngôn ngữ này ở đây thì nó chỉ có hiện tại chưa có ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Chúng ta sẽ sử dụng bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh nha các bạn. Rồi các bạn kích vào cái phần khóa này. Khóa này chính là cái phần sau này thì nó sẽ phát hành cái NFT. Mà sau khi nó KYC tài khoản thành công thì nó sẽ phát hành cái phần KYC, cái phần NFT. Thì cái phần NFT này thì nó cũng chưa nói rõ là sau này thì nó sẽ phát hành như thế nào, hay là tái đầu tư bằng cái số token mà chúng ta đào được, hay là như thế nào thì mình cũng chưa nắm được. Ở đây thì với tổng nguồn cung của nó 20 tỷ mà nó cho chúng ta khai thác có 35% thôi, chắc là còn cái số còn lại ấy, thì còn 65% thì là khả năng là sẽ là đưa vào cái phần NFT này. Đấy, phát hành cái phần NFT này. Đây là một cái dự án trong tương lai thì nó cũng khá là tiềm năng. Đấy, cho nên là các bạn chúng ta hãy tham gia càng sớm càng tốt nha các bạn. Rồi, tiếp theo ở cái phần đây nó có phần notebook thì các bạn kích vào. Sau đó các bạn nhấn tách next cho mình. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có xem một cái phần quảng cáo nhé. Rồi, tiếp đến các bạn nhấn vào cái nút start này. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần để cho chúng ta trả lời các cái câu hỏi đấy. Rồi, mình sẽ trả lời câu hỏi này. Nếu các bạn chọn sai thì nó sẽ báo là sai. Đó, ở đây thì nó cứ mỗi một 2 phút thì nó lại có một cái hộp cho chúng ta bấm vào. Thì chúng ta nhận cái phần quà. Một là chúng ta sẽ tăng được cái tốc độ đào. Hai là chúng ta sẽ có một cái phần quà, đó là cái phần token lách, cái phần cái token mintech này. Đấy. Còn nó ở đây nó có một cái phần KYC, có nghĩa là chúng ta kích vào đây thì chúng ta chịu khó chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ cho chúng ta KYC sớm nhé các bạn. Đấy, chỉ các bạn chịu khó bấm vào đây thì mỗi một lần các bạn bấm vào ấy thì các bạn sẽ phải xem một đoạn quảng cáo. Nó cũng giống như cái dự án Star đấy. Đào cái đồng Star đây các bạn cũng biết, cái chúng ta mở cái hộp ấy nhiều ấy thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta KYC càng sớm càng tốt. Thì cái số token của chúng ta sẽ được chuyển về ví. Thì cái phần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn ở cái phần sau nhé. Và các bạn nào mà đã đang đào tham gia đào cái đồng này rồi mà các bạn có một cái biết về thông tin gì kỹ hơn về cái dự án này thì các bạn có thể chia sẻ với mọi người cũng như là cùng mình nắm được nhé. Thì đây là một cái dự án mà mình mới cập nhật được cũng và mình cũng mới tham gia đào. Thì có thể là có một số những cái mà mình chia sẻ nó chưa đúng thì các bạn có thể giúp mình bổ sung cũng như là cập nhật thông tin những cái chính xác nhất để cho các bạn cũng như cùng mọi người cùng nắm được. Rồi cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.